Thế xanh Covid-19 sẽ được tích hợp vào căn cước công dân. Triệu tập hai đối tượng lợi dụng mạng xã hội kích động kêu gọi người dân về quê. An Giang bắt nam thanh niên lừa đảo trên 960 triệu đồng để đánh bạc online. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình ngày hôm nay, những câu chuyện xoay quanh tình hình dịch Covid-19 vẫn sẽ là chủ đề chính. Ngoài ra, trong phần cuối của chương trình, còn có một câu chuyện cảm động về một gia đình nghèo ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chúng ta hãy chờ đến chuyên mục Tình Người Miền Tây. Còn bây giờ, bản tin sẽ được bắt đầu từ những tin tức nóng nhất. Xin được mời quý vị hãy cùng theo dõi với chúng tôi. Một thông tin đáng chú ý thưa quý vị, mới đây Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa quyết định bổ sung mặt hàng các vật tư để sản xuất quê Tết COVID-19 vào danh mục được miễn thuế nhập khẩu, phục vụ phòng chống dịch. Cụ thể, các mặt hàng đó bao gồm túi nhôm dùng để đựng ký Tết, vỏ trên, vỏ dưới que kiểm tra, ống chứa mẫu kiểm tra. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 đến ngày có văn bản công bố hết dịch của cấp có thẩm quyền Trước đó, Bộ Tài chính cho biết, để tạo thuận lợi cho công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian vừa qua, cơ quan hải quan đã thông quan nhanh các hàng hóa phục vụ cho công tác chống dịch. Và thưa quý vị khán giả, bây giờ thì Diễm Loan xin được chuyển sang một thông tin về thời sự khác quý vị nha. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công an cho biết, tính đến nay, cơ quan này đã cấp khoảng 45 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân. Đáng chú ý là trong những căn cứ công dân này, Bộ Công an đã tích hợp nhiều tính năng phù hợp để thuận tiện cho bà con di chuyển, khai báo trong mùa dịch. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội của Bộ Công an đang triển khai các ứng dụng tiện ích trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chip phục vụ cho các thủ tục giao dịch được thuận tiện, tiết kiệm thời gian. Đặc biệt, với tình hình phòng chống dịch cấp bách như hiện nay, Bộ Công an đã tích hợp hàng loạt tiện ích cho căn cước công dân gắn chip trong đó có việc tích hợp thông tin thẻ xanh tiêm chủng giấy đi đường thông tin xét nghiệm giấy phép lấy xe và thông tin về hưởng chính sách hỗ trợ do đại dịch covid-19 công dân đã được tiêm hai mũi vaccine phòng dịch sẽ được tích hợp thẻ xanh tiêm một mũi được tích hợp thẻ vàng trên căn cước gắn chip mặt sau của thẻ có chứa mã hàng không dân dụng quốc tế theo tiêu chuẩn icao chip điện tử được tích hợp các trường hợp thông tin cơ bản của công dân có chứa thông tin sinh trắc học ảnh chân dung và dân tay theo tiêu chuẩn này. Tất cả thông tin lưu trữ đều được bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin bởi ban cơ yếu chính phủ. Thưa quý vị, hơn 2 ngày nay tại thành phố Hồ Chí Minh, những âm thanh rộn ràng của phố phường đã trở lại. Những ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh được nới lỏng giãn cách, quay về nhịp sống bình thường mới, nhiều người trẻ háo hức ra đường ghé chợ truyền thống tìm cảm giác xưa. Vâng, có lẽ được đi chợ truyền thống sau những tháng ngày giãn cách là niềm háo hức mong chờ của không ít người. Nhưng những ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh trở về trạng thái bình thường mới, nhiều chợ vẫn hẹn gặp lại sau. Riêng chợ thuốc và chợ hoa nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn cẩn trọng mở cửa sau giãn cách. Cùng phóng viên của chương trình dạo quanh một vòng hai khu chợ này quý vị nhé. Phục vụ cho giai đoạn bình thường mới, chính quyền địa phương đã lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch đối với công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp 10. Theo đó, toàn bộ tiểu thương của khu trung tâm đã được tiêm vaccine 2 mũi, được xét nghiệm 3 ngày một lần. Ngoài ra, trung tâm cũng thực hiện ra vào một cổng để kiểm soát số người ra vào, cũng như giám sát việc vận chuyển thuốc. Chúng tôi thực hiện là mua bán là trực tuyến 100% chúng tôi không không tại vì cái lượng người nó cũng khá đông nên trong cái tình hình này chúng tôi cũng chưa chưa thể cho những khách hàng nhà thuốc thật này nọ họ vô bởi vì mình cũng chưa có kiểm soát được cái cái tình hình xét nghiệm covid của họ tới bây giờ thì chỉ khoảng có năm các gian hàng hoạt động thôi mà mỗi gian hàng hiện tại bây giờ tối đa chỉ được ba người vô trên một cái diện tích là là sáu mươi mét thì tức nghĩa là chúng tôi đang đảm bảo giãn cách khoảng hai mươi mét một người được mệnh danh là chợ thuốc lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm có tổng hơn 2.200 người lao động ở 280 gian hàng. Tuy nhiên, trong thời gian giãn cách cũng như sau ngày 1 tháng 10, chỉ có khoảng 340 người nhân viên được vào trung tâm làm việc. Vẫn giãn cách, vẫn vệ sinh, vẫn âm ca, rõ ràng là hoàng luôn. Nhưng tôi tưởng với tụi tôi thì lúc nào cũng vui hơn, cho nó trở lại được bình thường rồi. Thì mình tuy là mình vẫn là làm theo cái cách 5K nhưng mà mình vẫn thấy nó vui hơn, cứ như ngay như lúc đầu. Cùng với chợ thuốc, chợ hoa Hồ Thị Kỷ khi mở lại sẽ có khoảng 43 hộ kinh doanh và 7 doanh nghiệp được phép hoạt động. Để đảm bảo an toàn cho tiểu thương và khách mua, Ủy ban Nhân dân quận 10 cũng thực hiện test nhanh miễn phí 5 ngày một lần cho các tiểu thương. Đồng thời, các tiểu thương phải đảm bảo đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Như Xuân Nghĩa đã nói, thời điểm này, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh háo hức ra đường, ghé chợ truyền thống tìm cảm giác xưa. Vì thế người dân trước khi đến chợ, siêu thị phải khai báo di chuyển trên ứng dụng VNEID và có mã QR thể hiện lịch tiêm chủng hoặc dùng sổ sức khỏe điện tử đến khi ứng dụng BC Covid chính thức hoạt động. Vâng, hiện tại thì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 15 trên 234 chợ truyền thống đang hoạt động. Trong vài ngày tới, các quận huyện ở địa phương này sẽ có thêm phương án mở thêm chợ hoạt động trên địa bàn. Khi nguồn hàng về thành phố nhiều hơn, giá cả sẽ giảm xuống. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chợ, siêu thị phải đăng ký mã QR tại địa chỉ antoancovid tbhcm gov vn Do đến ngày 8 tháng 10, các cơ quan này phải thực hiện quét mã với toàn bộ người đến công tác, làm việc. Người dân trước khi đến chợ, siêu thị phải khai báo di chuyển trên ứng dụng VNEID và có mã QR thể hiện lịch tiêm chủng hoặc dùng sổ sức khỏe điện tử đến khi ứng dụng BC COVID chính thức hoạt động. Được biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 15 trong tổng số 234 chợ truyền thống đang hoạt động. Riêng với siêu thị, hiện có 106 siêu thị hoạt động, 3.101 cửa hàng. Trong hôm nay có 5 cửa hàng tiện lợi hoạt động trở lại. Dự việc giá cả hàng hóa trong thời gian tới có thể sẽ giảm khi nguồn hàng về thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn. Lượng hàng hóa về thành phố Hồ Chí Minh hiện đã tăng khoảng 0,3%, trong đó hệ thống phân phối hiện đại là 1950 tấn doanh nghiệp bình ổn hơn 3.500 tấn và chợ đầu mối hơn 800 tấn. Thưa quý vị, những ngày gần đây, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Tiền Giang liên tục phát hiện nhiều phương tiện luồng xanh chở hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điển hình gần đây nhất là ba xe tải luồng xanh chở thuốc tân dược, máy tính sách tay, vải may mặt, phụ tùng xe gắn máy, thiết bị điện gia dụng, thực phẩm. Tất cả đều không có nhãn hiệu, không có hóa đơn chứng từ thưa quý vị. Tối ngày 2 tháng 10, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trạm thu phí cầu Mỹ Lợi, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tổ chức kiểm tra và phát hiện 3 ô tô tải luồng xanh chở hàng hóa chưa rõ nguồn gốc lưu thông từ tỉnh Long An qua địa phận tỉnh Tiền Giang. Toàn bộ hàng hóa trên 3 xe tải đều không có hóa đơn chứng từ, không có nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc. Lực lượng làm nhiệm vụ phối hợp phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh và cục quản lý thị trường Tiền Giang lập biên bản vi phạm, tạm giữ tam vật, tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Thời gian qua, tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nhất là tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, liên tục phát hiện xe luồng xanh, chở hàng hóa không chứng từ hợp pháp. Các trường hợp vi phạm đều được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, xử lý kiên quyết theo pháp luật. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 2 tháng 10, Công an quận Bình Tân vừa bắt tạm giam hai nhân viên y tế đã lén đưa thuốc điều trị Covid-19 bán ra ngoài. Đáng nói số thuốc mà họ tuôn ra ngoài để bán là từ sở y tế cho địa phương phát cho các F0 điều trị tại nhà. Hai đối tượng bị bắt tạm giam là Nguyễn Văn Thừa, 40 tuổi, và Huỳnh Phương Thảo, 36 tuổi, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thừa là nhân viên quản lý kho dược của Trung tâm Y tế quận Bình Tân. Ông Thảo là nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Tân Phú, theo điều tra, ông Thừa có nhiệm vụ tiếp nhận thuốc kháng virus từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để phân phối cho các trung tâm y tế tại 10 phường của quận. Ngày 13 tháng 9, Thừa nhận về hơn 1.000 hộp thuốc và bán cho Thảo 50 hộp với giá 2 triệu đồng một hộp. Sau đó, Thảo đã lên mạng xã hội bán với giá từ 2 triệu rưỡi đến 4 triệu đồng một hộp. Các đối tượng mua thuốc từ Thảo tiếp tục bán cho người dân với giá 5 triệu rưỡi đến 6 triệu đồng một hộp. Hiện công an đang tiếp tục điều tra xử lý. Như chúng tôi đã đưa tin, những ngày đầu thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương gỡ bỏ lệnh giãn cách, hàng trăm người đi xe máy với đồ đạc lĩnh kỉnh nối đuôi nhau lưu thông rời thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây, khiến cho lực lượng chức năng phải rất vất vả. Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 2 tháng 10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã mời làm việc với hai đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng thông tin sai sự thật kích động, kêu gọi người dân tự ý bỏ về quê làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, cũng như tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định thanh niên 27 tuổi quê Kiên Giang hiện làm công nhân và tạm trú tại phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Nguyên. Ngày 29 tháng 9, thanh niên này có tham gia nhóm hội tụ Tân Uyên, có khoảng 200 thành viên và đăng thông tin kêu gọi người dân ngày 1 tháng 10 tập trung để về quê. Cùng ngày, lực lượng công an đã mời làm việc với một phụ nữ 31 tuổi quê Sóc Trăng. Ngày 1 tháng 10, người này cũng sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân, đăng tải thông tin kích động người dân gây bạo động, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trực tự. Qua làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ này cho biết, tháng 8 năm 2021, chị đã nhận được số tiền 800.000 đồng của nhà nước hỗ trợ, nhưng vẫn đăng thông tin sai sự thật trên với mục đích là muốn nhận thêm tiền hỗ trợ. Các đối tượng đã nhận thức hành vi sai trái, gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật và cam kết không tái phạm. Tiếp tục chương trình là thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị khán giả, vào sáng ngày 3 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Khánh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết đối tượng này 31 tuổi, hiện đang cư trú tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của vụ việc, mời quý vị cùng theo dõi. Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 19 tháng 3 năm 2021, Khánh đăng ký tài khoản đánh bạc tên là Khánh Duy Nguyễn 90 trên trang web w 88 để tham gia đánh bạc online trên mạng, thua số tiền gần 600 triệu đồng. Để tiếp tục có tiền đánh bạc, Khánh nhờ bạn giới thiệu và lấy lý do sửa nhà cho chị ruột để mượn bà Nguyễn Thị Niềm, sinh năm 1965, trú tại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, số tiền 130 triệu đồng, rồi đem nạp vào tài khoản tham gia đánh bạc online thua hết. Sau đó, Khánh dùng thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin để bà Niềm cho Khánh dây thêm nhiều lần với số tiền 835 triệu đồng. Với số tiền trên, Khánh nạp vào tài khoản để tiếp tục tham gia đánh bạc online và tiêu xài cá nhân hết. Đến hạn trả nợ dây, bà Niềm không liên lạc được với Khánh. Nên ngày 1 tháng 6 năm 2021, bà đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tố giác Khánh đã chiếm đoạt số tiền 965 triệu đồng của bà. Khi một camera nóng vừa ghi nhận một vụ việc xảy ra trên quốc lộ 2, tỉnh Tuyên Quang, theo đó, đoạn camera hành trình ghi lại vụ va chạm giao thông giữa hai học sinh với một chiếc xe cứu thương. Hiện một trong số hai em đã bị thương nặng. Cụ thể, tại một ngã tư, chiếc xe cứu thương chạy dưới vận tốc khá nhanh. Đúng lúc này, chiếc xe máy do hai học sinh điều khiển sang đường. Tình huống bất ngờ khiến cả hai phương tiện đều không kịp xử lý. Chiếc xe cứu thương đâm mạnh vào xe máy, khiến hai em học sinh bị hất tung lên, văng ra xa hàng mét. Vụ tai nạn khiến các em học sinh có mặt tại hiện trường giật mình bàng hoàng. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai vì tinh nghịch nên đã ngã đập đầu xuống đất. Tuy nhiên mẹ của bé lại có hành động khiến cho dân tình phẫn nộ. Cụ thể, trong không gian phòng khách, người mẹ nằm dài trên ghế xem điện thoại. Cổ con trai ngồi trên ghế đạp hai chân lên bàn, mắt xem máy tính bảng. Bất ngờ cậu bé bị ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập xuống đất, Đau đớn vì cú ngã bất ngờ, cô bé hòa lên khóc. Lúc này người mẹ ngồi bật dậy và tiến đến chỗ bé trai. Tuy nhiên, thay vì sốt sắng đỡ em bé ngồi dậy, thì ba mẹ lại dùng điện thoại chụp lại cảnh con mình đang nằm ngửa dưới sàn và hòa khóc vì đau. Đoạn clip được chia sẻ khiến nhiều người tranh cãi với thái độ của người mẹ khi thấy con mình gặp nạn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ba mẹ đã nhận định thấy bé té không nặng và có thể đã rất quen với tình huống này vào vai nhân viên mua hàng để đánh lạc hướng của những người xung quanh, sau đó lợi dụng sự sơ hở của người bán để rồi trộm cắp tài sản. Minh chứng là những pha chớp thời cơ khá nhanh, thủ đoạn chuyên nghiệp của những đối tượng sau đây, Tuy qua mặt đường nạn nhân nhưng đã bị camera ghi lại. Theo clip tại cửa hàng ở phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ghi lại, thanh niên trên giàu nói mua đồ đi đi từ thiện. Tuy nhiên, trong lúc người bán bận đóng gói hàng, thì đối tượng này đã nhanh tay lấy điện thoại giấu ngay vào người. Trong một tình huống khác cũng tương tự tại Hà Nội, người đàn ông lịch sự nhưng hành động lại không được đẹp. Đoạn clip camera ghi lại, trong lúc vào mua hàng, thấy điện thoại của chủ tiệm để trên bàn, ông ta đã lại gần lấy hàng chèn lên trên điện thoại nhằm mục đích lấy trộm. Người phụ nữ lúc này cũng không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Thưa quý vị, giữa tháng 9 năm 2021, hàng chục nhà đầu tư vào sàn ảo tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Nghệ An, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng bị các sàn giao dịch ngoại hối ảo lừa đảo từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Hình thức lừa đảo của những sàn này tuy không mới, khi vẫn áp dụng chiêu trò lôi kéo nhà đầu tư tham gia với lợi nhuận khủng, rủi ro thấp. Đúng là như vậy thưa quý vị, chiêu cũ nạn nhân mới. Những kẻ lừa đảo vẫn đóng vai trò làm chuyên viên vẽ những câu chuyện về làm giàu để nhà đầu tư bị cuốn vào vòng xoáy lợi nhuận, rồi khi bừng tỉnh thì đã không kịp. Khi ấy thì đã tiền mất tật mang. Còn nạn nhân thì chỉ vì muốn kiếm thu nhập trong thời điểm kinh tế khó khăn do dịch Covid-19 hoành hành nên bị mất tiền tỷ vì gặp sàn ảo. Người ta sẽ khoe những lệnh thắng hàng ngày của người ta và từ đó làm cho mình lòng tham của mình, mình tham gia vô cái cái sàn mà người ta kêu mình vô chơi và lúc mà mình tham gia vô thì mình đăng ký vô cái sàn CC Broker của nó và sau khi tham gia vô rồi thì mình chơi và khi mà mình mà đã tài khoản mình đã bị uh, âm tiền này kia rồi thì mình muốn rút ra thì nó lại đe dạ là không cho mình rút tiền nạn nhân này là một nam thanh niên 24 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị lừa mất khoảng 8.000 USD chỉ trong vài ngày khi tham gia sàn giao dịch ngoại hối CNC Broker. Nạn nhân cho biết, vào khoảng tháng 4 năm 2021, được một người tên Mai Trung Nam tình cờ nhắn tin làm quen trên mạng xã hội. Làm quen được một thời gian ngắn, thì Mai Trung Nam bắt đầu kêu anh tham gia cùng Nam. Sau đó, Mai Trung Nam còn giúp nam thanh niên này tạo tài khoản trên sàn CNC Broker và rủ rê nam thanh niên đánh theo lệnh của Nam. Từ đây, tài khoản của nam thanh niên cháy liên tục vài ngàn USD mỗi ngày. À, mình nạp cái đó khoảng tầm gần 20 ngàn. À, và sau bao nhiêu ngày thì mình cháy bao nhiêu tiền? Ngày đầu tiên thì mình cháy khoảng 3-4 ngàn. Xong ngày thứ hai thì mình cũng cháy khoảng tầm 3 ngàn. Và tổng cộng mình cháy hết bao nhiêu? Sau thời gian chơi khoảng 3-4 ngày thì mình cháy khoảng gần 8 ngàn. Một cô gái 27 tuổi ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cũng là nạn nhân khi bị lôi kéo đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối ảo, để rồi mất trắng 13.000 USD, tương đương khoảng 300 triệu đồng cũng với chiêu thức làm quen qua mạng xã hội. Sau nhiều tháng tiếp cận, đối tượng khuyên cô gái tham gia sàn CNC Joker để kiếm thêm thu nhập do tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn kéo dài. Lợi nhuận đâu không thấy, cô gái bỗng chốc mất sạch tiền danh dụng mà trước đó cô định dùng để trả góp mua nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ kiên nhẫn nói chuyện như vậy là tầm 1-2 tháng rồi, tại vì thời gian đầu thì em không có nói chuyện nhiều. À, tầm một hai tháng thì bắt đầu họ cũng chia sẻ về sàn của họ về forex chứng khoán ngoại khối này kia nhưng mà không có phải là quá lôi kéo những cách nói chuyện của họ sâu ra những cái um, kết quả này kia để mình cảm thấy là đầu tư tốt sau đó họ cứ nói em thử mở tài khoản đầu tư đi tốt hơn chứng khoán việt nam rồi này kia mỗi ngày họ đều như vậy thì em bắt đầu suy nghĩ sau đó vài tháng cô gái này tìm các chị em khác cùng tham gia sàn cnc Joker để tâm sự thi té ngửa vì mỗi người đều bị lừa đảo với cách thức giống nhau. Thậm chí có người bị lừa đến 60.000 USD. Họ lừa tin, lẫn tiền rồi chia tay. Ngoài sàn CNC Drucker và sang Time Market, hàng loạt nạn nhân bị các sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo như ASS, GKFS, DKT, LCM với số tiền bị lừa từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Tổng số tiền lừa đảo lên đến hàng chục tỷ đồng. là giọng ca được công chúng yêu mến, sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung đã khiến gia đình bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ cô không nguôi thương tiếc suốt những ngày qua. Và để những người yêu thương nữ nghệ sĩ có thể tiễn biệt cô lần cuối, Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và người thân của cô sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm dành cho nữ ca sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, lễ cúng viếng sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 4 tháng 10 nhằm ngày 28 tháng 8 âm lịch tại Tu viện Khánh An khách đến viếng phải tuân thủ nghiêm quy tắc 5K để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. Tăng lễ không được phép chụp hình livestream để đảm bảo độ trang nghiêm. Suốt hai ngày qua tại nhà riêng của nữ ca sĩ, người thân đã lập bàn thờ để làm lễ cầu siêu cho Phi Nhung. Hồ Văn Cường cùng các con nuôi luôn túc trực bên di ảnh. Nhiều nghệ sĩ như Long Nhật, Nhật Kim Anh cũng đến tiễn biệt nữ nghệ sĩ. Như hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ của đài phát thanh và truyền Long An ngày hôm nay. Còn bây giờ, Diễm Loan và Xuân Nghĩa xin trân trọng kính chào.